kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ hội Bà Triệu năm 2023 và lễ đón bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã chính thức khai mạc. Mặc dù có rất đông đại biểu du khách và nhân dân về di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu để tham dự lễ hội, song nhờ lực lượng chức năng chủ động triển khai đồng bộ giải pháp nên tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông được đảm bảo ổn định giao thông trên quốc lộ 1A qua địa bàn xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc diễn ra thông suốt. Xác định quốc lộ 1A đoạn dẫn vào khu di tích là tuyến đường có nguy cơ ùn tắc giao thông khá cao, nhất là khi diễn ra hoạt động xước kiệu. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng phối hợp cùng Công an huyện Hậu Lộc triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng hướng dẫn giao thông. Bên cạnh đó, phòng cũng cắt cử một tổ công tác tuần tra lưu động trên quốc lộ 1A để điều tiết giao thông, hướng dẫn một bộ phận lái xe di chuyển lên quốc lộ 217, giảm tải mật độ phương tiện lưu thông qua khu di tích. Với cái tuyến từ bờ từ phía Nam sang phía Bắc thì chúng tôi đã cắt cử lực lượng là đảm bảo chốt tại cái chốt ngay cái cửa để vào đền Bà Triệu, tức là cái cái chốt đi qua ngã ba cái, cái đường sắt. Đấy, cũng như là tại chốt tại cái địa điểm là tại cái ngã tư đèn giao nhau đường giao nhau mà có đèn xanh, có đèn tín hiệu thì chúng tôi đã cử các cái, các cái chốt rất là cụ thể để, để đứng chốt để đảm bảo làm sao mà phân luồng và đảm bảo cho cái công tác an toàn giao thông vẫn diễn ra một cách bình thường. Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm ở một số quốc gia lân cận, các đơn vị bộ đội biên phòng Thanh Hóa trên tuyến biên giới đang phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn việc vận chuyển trái phép gia cầm và các sản phẩm từ thịt gia cầm từ Lào vào địa bàn tỉnh. Để kiểm soát ngăn chặn dịch cúm gia cầm xâm nhiễm vào địa bàn Thanh Hóa, các cán bộ chiến sĩ biên phòng phối hợp với lực lượng thú y tổ chức trực 24 trên 24 giờ, kiểm tra, giả soát chặt chẽ, không để gia cầm sống cùng các sản phẩm từ gia cầm không rõ nguồn gốc vận chuyển qua biên giới, đồng thời tiến hành phun tiêu độc khử trùng đối với người, phương tiện và hàng hóa lưu thông qua chốt. Chỉ đạo trạm chốt trên biên giới tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát khép kín biên giới kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các trường hợp là buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm qua biên giới và các cái sản phẩm từ gia súc, gia cầm để tổ chức tuyên truyền trong nhân dân về cái tình hình dịch bệnh phía biên giới để nâng cao cái nhận thức cho người dân để chủ động phòng chống dịch bệnh. Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cũng tích cực khuyến cáo hướng dẫn người dân khu vực biên giới chủ động tiêm vaccine cho đàn gia cầm, vệ sinh chuồng trại, lựa chọn con giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để chăn nuôi. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch cúm để nhân dân biết được tác hại, từ đó không tiếp tay cho các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia cầm trái phép qua khu vực biên giới. Công an huyện Hải Trung vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc do Phạm Văn Tuân, tức là Tuân Đá, sinh năm 1988, ở xã Hà Long huyện Hải Trung cầm đầu bắt quả tăng 16 đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa, thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều tăng vật khác có liên quan. Theo kết luận điều tra ban đầu, Phạm Văn Tuân là đối tượng hình sự cộng cán có nhiều tiền án về tội tổ chức đánh bạc và gây dối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Tuân tiếp tục tổ chức các con bạc trên địa bàn tham gia đánh bạc với nhiều thủ đoạn tinh vi như xây dựng nhà kiên cố có hàng rào thép gai xung quanh và lắp đặt hệ thống camera hướng ra ngoài đường để theo dõi và canh gác. Ngoài ra, Tuân còn bố trí nhiều đối tượng canh gác ở phía ngoài nhà để cảnh giới. Bước đầu, Công an huyện Hà Trung đã tạm giữ 16 đối tượng, gồm 5 đối tượng đứng ra tổ chức đánh bạc và 9 con bạc. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 88 cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Các cơ sở này đang đẩy mạnh chuyển đổi số với mục tiêu hướng đến xây dựng môi trường học nghề thông minh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Hơn 80% trường học sử dụng phần mềm quản lý nhà trường. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng đang tập trung phát triển chương trình, nội dung đào tạo phù hợp với nền kinh tế và hội nhập quốc tế. Khung chương trình các môn học được biên soạn, chỉnh sửa lại theo hướng tăng thời lượng thực hành, bổ sung thêm các kỹ năng số. Nhà trường đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên có trình độ đáp ứng với cái tiêu chí của trường chất lượng cao. Hai nữa là đối với cơ sở vật chất hạ tầng thì nhà trường là thường xuyên là mua sắm bổ sung để nâng cấp các cái cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập. Cái thứ ba nữa là các cái mô hình thiết bị để phục vụ cho công tác giảng dạy thì nhà trường cũng cập nhật công nghệ mới, công nghệ mới để mà tiếp cận với cái thực tế ở ngoài của các doanh nghiệp của các tổng công ty các tập đoàn Mặc dù đã nhiều kết quả tích cực, nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Nguyên nhân chính là do cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, cho thiết bị phục vụ số hóa dữ liệu chưa đáp ứng được yêu cầu. Giải quyết những hạn chế này sẽ là điều kiện quan trọng để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu đến năm 2025 có 100% trường cao đẳng trung cấp số hóa quá trình học tập, kết quả học tập văn bằng giáo dục nghề nghiệp của người học được tích hợp dữ liệu lên môi trường số. 70% chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của các trình độ được tích hợp năng lực số. Năm học 2022-2023, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 950 bếp ăn bán chú, trong đó có khoảng 550 bếp ăn bán chú trường học, còn lại là bếp ăn của các nhóm trẻ, lớp trẻ tư nhân do Ủy ban nhân dân phường, xã quản lý. Hiện nay các nhà trường và đơn vị cung ứng suất ăn bán chú đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đánh giá của Tri Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, hầu hết các trường học tổ chức bếp ăn bán chú đều đã thực hiện mô hình bếp ăn dinh dưỡng một chiều. Thực đơn món ăn được lên lịch theo tuần. Các nhà trường cũng chú trọng kiểm thực ba bước gồm kiểm tra nguồn nguyên liệu thực phẩm nhập vào, kiểm tra thực phẩm từ quá trình sơ chế biến cho đến khi ăn và kiểm tra mẫu thức ăn lưu. Thì ở đây chúng tôi có bộ phận quản lý riêng. Tức là hàng ngày từ khâu nhập thực phẩm này, chế biến này và uh, sơ chế cũng như là mình chia khẩu phần ăn cho các con ấy, dưới sự quản lý và sẽ có quản lý dưới sự quản lý của bếp trưởng và ban giám hiệu cũng bắt tay vào cùng với lãnh đạo của công ty, tức là sẽ có cái sự quan tâm sát sao, nhắc nhở và chỉ đạo về cái công việc làm sao mà đảm bảo đúng quy trình thời gian gần đây hàng loạt các văn bản chỉ thị cũng đã được ngành giáo dục gửi tới các nhà trường nhằm kiểm soát chặt chẽ xuất xứ thực phẩm đảm bảo nhập thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán chú đồng thời trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục cũng được ngành giáo dục yêu cầu phải nêu cao việc kiểm tra giám sát cũng được các cơ quan chức năng cùng với chính quyền địa phương thực hiện thường xuyên nghiêm túc qua đó giúp nhà trường hoàn thiện quy trình chế biến xuất ăn phát hiện các tồn tại kịp thời chấn trình để nâng cao chất lượng bữa ăn và đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Trước đề nghị hỗ trợ của Bộ Giao thông Vận tải, từ sáng ngày 11 tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ được tăng cường để hỗ trợ công tác đăng kiểm. Bên cạnh đó, trong tối ngày 10 tháng 3, các trung tâm đăng kiểm thuộc lực lượng công an cũng được yêu cầu kết nối dữ liệu với Bộ Giao thông Vận tải để có thể hỗ trợ kịp thời khi có đề nghị việc hỗ trợ lực lượng và dây chuyền đăng kiểm của lực lượng công an nhằm giải quyết tình trạng ồn tắc đăng kiểm đang xảy ra chủ yếu tại hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh cục trưởng cục cảnh sát giao thông cũng yêu cầu các đơn vị địa phương lựa chọn cán bộ chiến sĩ tập huấn nâng cao thực hiện nhiệm vụ đăng kiểm khi có yêu cầu theo đề nghị của bộ giao thông vận tải theo ban quản lý dự án thăng long đơn vị được bộ giao thông vận tải sao làm chủ đầu tư dự án cao tốc phan thiết dầu dây khối lượng đất đắp đã khai thác từ các dự án hạ cốt nền, cải tạo đất nông nghiệp, kết hợp thu hồi đất dôi dư, sử dụng làm vật liệu san lấp đến nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu về đất đắp trong quá trình thi công tuyến chính của dự án qua địa bàn Đồng Nai. Tuy nhiên khó khăn phát sinh hiện nay là việc thi công các hạng mục khác của dự án gồm đường gom dân sinh, đường song sinh, đường dẫn các đầu cầu vượt qua đường cao tốc, phan thiết, dầu dây đang bị thiếu hụt khoảng 620.000 m khối đất đắp nền đường. Vậy nên, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị chính phủ mở họp khẩn với các bên có liên quan nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề này, đảm bảo tiến độ dự án. Khoảng 17 giờ 30 phút tối qua, ngày 10 tháng 3, Ngô Quý Phương 29 tuổi quê ở thành phố Huế, mang theo một can xăng 5 lít đến nhà trọ của anh LVT, khu phố 4A, phường Tràng Giày, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để đòi nợ với số tiền khoảng 680 triệu đồng. Khi đến nơi, Phương gặp cháu AT4 tuổi, con anh T, đang ở nhà một mình nên khống chế cháu T làm con tin, đổ xăng xuống nền nhà, tay cầm hộp quẹt để đe dọa, buộc anh T trả nợ. Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, lợi dụng sơ hở trong lúc thương thuyết, lực lượng cảnh sát hình sự khống chế nghi can, giải cứu thành công cho bé và bảo vệ tài sản cho người dân và tính mạng cho chính nghi can. Bản tin 18 giờ 30 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.